của nó có cháy hay gì rồi. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình của mình là Vinh Vui Vẻ. Và bên đây là AOK, và hôm nay thì là một cái thử thách mà mình chưa có giới thiệu. Xin chào mọi người, em là Phương Vui. Xin chào mọi người, em là Vi Vui Vẻ. Ý là mấy tụi em mặc rồi mày cũng như mền này giới thiệu làm gì? Ủa? Mặc cũng như ghế. Ủa vậy anh đâu ngủ đâu? Chủ cơ. Thì em cướp kênh. Phương Vui Vẻ. Em sẽ lên lên đổi kênh thành Vi Vui Vẻ. Mọi người thì thông báo là sắp tới Phương với Vi cũng có lập một cái kênh YouTube, thì có gì mọi người sẽ ủng hộ cho hai em nói như mọi người nha. Dạ. Đó thì hôm nay thì anh có một cái thử thách như thế này. Anh vừa mới xem TikTok xong, anh thấy có người ta làm thử thách này hay quá, thế là anh nghĩ tới hai đứa em luôn. Thử thách gì nữa? Bởi vì anh đánh giá rất cao cái khả năng của hai em. Đúng. Thử thách gì? Sao biết hay vậy? Hả? Cái thử thách này nói chung là nó thiên về cái khả năng của con người thở. Không, khả năng về nói chung là anh đánh giá rất cao về khả năng hai em, cho nên là anh nghĩ là không có ai mà có thể là tự tham gia và thực hiện tốt cái thử thách này cùng anh ngày hôm nay. Thử thách ngủ không nhắm mắt. Ngủ không nhắm mắt hoàn biến không nhỉ? Thế thì sao? Nó đơn giản. Bây giờ anh sẽ thách hai đứa em, anh sẽ đưa cho em một số tiền, tụi em sẽ mua và thực hiện 3 món ăn đơn giản. Rồi đó. Đừng có nói cái bữa ăn lạc xưởng 5.000 nha, ở trên YouTube. Con này ai đâu mà làm vậy, mấy đứa đó là làm vậy là nó khó quá đúng không? 3 món ăn, bởi vì anh biết là đây Vi nấu ăn cũng rất là ok, Phương nấu ăn cũng rất là ok đúng không? Chính xác. Đúng không? Bây giờ thì ba món anh sẽ là người đánh giá về cái, anh sẽ là người đánh giá về cái chất lượng của cái món ăn. Đúng chưa? Đó, thì nói chung là muốn mua món ăn thì phải có tiền chứ. Đúng không hai đứa? Đúng không? Đó, bây giờ với ba món thì số tiền nó còn phải tương đương mà nó lớn một chút xíu thì tụi em mới thực hiện được cái thử thách này. 500.000. Đúng chưa? Đó, rồi bây giờ anh sẽ đưa mỗi đứa 5.000. Ủa? Với ba món thì số tiền nó còn phải tương đương mà nó lớn một chút xíu thì tụi em mới thực hiện được cái thử thách này. Đúng chưa? Đó, rồi bây giờ anh sẽ đưa mỗi đứa 5.000. Ủa gì vậy? Thôi cầm đi. Ý là đưa lộn đúng không? Ý là lộn đúng không? Cầm đi. Ý là đưa lộn luôn. Không, anh khẳng định luôn, anh đưa cho em 5.000 đi Vinh. À, ý là đưa lát nữa 500.000 sao đúng không? 500.000. Rồi, mỗi đứa 5.000. Không. Cái gì ba? 5.000 là mua cái gì không nói? Mấy con này. Mới gì mua 5.000 hành người ta còn chửi. Điên. Ai mà chửi? Vậy nói lời thách 5.000 mà mày nấu được 3 món nha. Kì trời. 5.000 là nấu cái gì? Sao không được trời? Ủa sao không được? Anh đã tính toán hết rồi đều được. Đó là giờ em thử thách anh. Em đưa cho anh 6.000, anh nấu 4 món cho em. Đấy, thì anh bây giờ anh cũng làm thử thách luôn. 6.000 nấu 4 món. Đấy mới là thử thách. Thực thách là mình phải vượt qua được. Đấy nó mới là đẳng cấp. Em hiểu không? Mọi người 5.000 làm gì trời. Bây giờ nha, bây giờ là tụi em đang mới nói mà tụi em thì cảm thấy vậy thôi. Chứ thật ra tụi em bây giờ mình tư duy đi. Có rất là nhiều món, có rất là nhiều thứ. Ví dụ 5.000 á, thì mình muốn ít lại. Mình ít thì mình không ít, miễn sao là cái món ăn nó chất lượng là được. Ok, let's go. Let's go. Chơi không? Em tự tin không Phương? Tự tin rồi, tao suy nghĩ ra được. Thấy chưa? Thấy chưa? Tao suy nghĩ ra được liền rồi, em thấy không Vy? Được chưa? Làm gì không có em? Suy nghĩ đi. Mình nghĩ vậy thôi chứ thật ra là đôi khi mình lắng lại cuộc sống mình, đôi khi mình thấy 5.000 là ít nhưng mà mình lắng lại mình mới thấy được. Biết sao mà đủ trời. Không biết mày nhiêu tiền không? Không, mẹ ơi, hỏi 13.000 thôi. 3 món nha. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Được chưa? Okay. Let's go. Let's go. Khoai lang luộc và một món mà củ khoai lang á. Khoai lang làm gì có củ nào rẻ 1.000 đâu. Thôi đi. Nấu gì đằng kia, đằng kia có bán chưa mà người ta sờ cái bà kia dữ lắm. Đâu? Tao sẽ bị chửi. Đâu? Đằng kia. Thôi vậy mày bị chửi mình với má, mày rủ tao chửi theo nữa.
Ủa ở đây mấy trái cây thôi mà sao cô không có đồ gãy? Sao giờ? Muốn gì? Cô còn đang muốn không cô? Còn bán không cô? Bọn con đang quay thử thách. Thử thách đó tay món ăn mà trong có 5 ngàn à. Trời có 5 ngàn đọc quay ta. Đúng rồi. Muốn gì vậy? Định mua rồi, mấy ngày năm mua luôn ở Sài Gòn. Cô có bán cho con rẻ rẻ mấy cọng cũng được. Ờ đấy nè, đầy đấy khỏi bán. Cô cho hả cô? Ờ cho. Giờ thấy chưa lại không xin nha. Thấy chưa? Đây là cô tên gì cô? Thôi thôi đừng kêu tên cô quê lắm. Cô rất là tốt bụng. Cô vừa trẻ vừa tốt bụng thấy mọi người thấy không? Thôi mọi người à, hãy đến á. Vô đây được chưa hay nữa? Dạ được rồi. Rồi, để cô bích lên. Cảm ơn cô nhiều. Có không cần báo đâu cô. Thôi không cần luôn. Ôi cần báo đi. Cô quá sớm luôn cái này vẫn tính nha bọn em. Còn cần báo. Cô cho nha chứ không phải là bọn em là sẽ phải mua. Vẫn còn 5 ngàn nha. Nè, cầm lấy. Dạ cảm ơn cô nhiều. Thấy không? Cảm ơn cô nha. Tụi con cảm ơn cô. Cô rất là tốt bụng. Thế là được em nấu một món no. Một món rau muống canh, một món rau muống xào là hai món và một món. Thôi mày nấu canh đi tao xào cho chia làm hai. Đỡ tốn tiền. Vậy là hai đứa hai món. Không được, một còn, món rồi. Còn hai món nữa. Cái gì? Mỗi đứa ba món, hai đứa sáu món. Vậy là còn bốn món nữa. Cái gì vậy? Ê mua giấy. Mua giấy tiền vàng bạc đi Vy. Mua giấy tiền vàng bạc nữa. Rồi nấu cái gì? Tách ra, nước đi hẻm thì mày. Mày đi hẻm này, mày đi hẻm kia đi. Hẻm kia đi đâu mà đi. Không có gì hết, nó quay lại đi. Em biết rồi. Con này bán rồi. Em sẽ làm một món nữa. Biết rồi. Món gì? Tao bị chửi. Tao biết rồi nè. Tao biết rồi. Mua cái gì chỗ này? Ui mày không biết tao suy nghĩ được, mày tao đi về trước mày luôn. Mua dưa chuột về luộc hả? Mua dưa chuột chấm nước mắm. Ủa? Mà được một món. Ủa sao ở đây không ai bán chân vậy? Mua xào là được 2 món. Ở đây không ai bán chân vậy? Mua canh là được 3 món. Ê bỏ dưa chuột biết ngang ta. Tụi không biết à, không biết gì chứ à. Cô ơi bán con quà cho chuột được không? Cô ơi trứng gà bao nhiêu một trứng vậy cô? 4.000 một trứng. Có chết mẹ mày. Vậy trứng vịt bao nhiêu vậy cô? Trứng vịt 4.500. Chết cái này bán sao cô? Cái đó 30.000 một trứng. Lấy 2 quả, lấy 2 quả này được. 2 quả này nhiêu tiền cô? Ai bán 10.000. Này đến 6.000. 5.000 đúng không cô? Con có 5.000 à? Được không cô? Cô ơi 7.000 rưỡi nó lên đến 6. Con có 5.000 thôi. Dạ cảm ơn cô nhiều nha. Cô ơi có giá không cô? Không có giá. Giá là chị bún bún. Chị bán bún ở đâu? Ở cái khác. Chết mẹ à, ổng lại 10.000 giá. Tại con đang quay thử thách à. Tụi con đang quay thử thách mà ổng cho con có 5.000 à, kêu con nấu 3 món. Con tụi nó cái trứng 3.000 còn lại con mua thêm 2.000 giá thôi. Trứng giờ nó có giá 3.000. Chị mày mua giá đấy. Mua giá là mua cái củ tía. Bộ mì. Một bữa ăn mày tính ăn gạo có mấy gì vậy? Nè tao mua xong rồi. Không tin được luôn á. Không tin được luôn. Đây. Trời ơi, không biết người ta có chữ không nữa. Sao giờ? Đây là tối rồi. Cô ơi, trứng gà bao nhiêu một trứng vậy cô?
cho con có 5.000 à. Vậy lấy con một trứng với còn nhiêu lấy giá đi cô, được không cô? Được. Ơi ngon, mình nói là mình suy nghĩ cái món thôi là mình cũng cảm thấy ngon rồi. Ủa chứ bây giờ bọn em nấu mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Cắt mướp đắng. Không tưởng đâu mày làm cho chó. Ủa tại sao vậy? Tại sao? Ủa mất dạy à, nó mất dạy quá. Dạ, con chó mút đắng không, hả? Không mày. Nó mút già quá mọi người, nó mút già quá mọi người. Mày chở anh Vĩnh con chó hay là anh Vĩnh ăn món của mày á? Là sao? Không, ý là bây giờ anh Vĩnh ăn xong rồi, ví dụ anh Vĩnh ăn ghét không của ai trơn á. Không có ai mà cắt của qua mà vậy chứ. Ủa, kệ tao đi. Ủa ai không mọi người? Người ta là người ta phải cắt lát mỏng lát mỏng nè. Có miếng ngô qua đó. Kệ tao đi, tao ngâm muối. Vậy hơn mấy mặt em nữa. Kệ tao đi, tao xào mà kệ tao đi. Ừ. Mày lo của mày đi, mày rồi, lo rồi, chuyện. Rồi, rồi, ok mày bạn. Mày ra tao xào nè. Tao sắp okay, xong rồi đó. Ok, rồi đó mày xào trước đi. Ra đây. Tao xào mướp đắng. Mướp đắng xào tỏi. Ủa mày xào rồi, hồi rau muống của tao đắng ép luôn. Là sao? Tớ là không nói vậy đi. Bỏ. Trời ơi anh Vĩnh ơi, lần này tao áo sẽ ngược anh. Oh my god. Ai nói anh ngon mà thích chê. Oh my god, tao tháo sẽ ngược anh cho mà xem, cho mà xem. Nhưng mà không có trứng nhờ. Em lấy được quả trứng được không? Cho được mà không? Xem, cho mà xem. Tại sao vậy? Không. Mua. Sao mày lấy dây chuột của tao? Tao bắt mày định làm gì với quả dây chuột của tao? Làm gì đâu? Chuột để ăn. Ủa này bắt sao vậy? Làm bậy bạ nhiên. Nấu ăn 10.000 mà cho 10 người. Hợp lý không? Hay sao cái em đi mua mì tôm thì em nấu cho mọi người ăn. Trời ơi, giá nhiều quá tao cho mày. Ê, cho tao miếng. Bỏ vào đây. Có được cho không? Có được cho không? Không cho. Rồi. Đau lòng quá. Sao đối xử tàn ác như vậy chứ? Vậy thôi, rau muống ấy rồi. Cho miếng bỏ vào đây cho nó ngon. Không ai ăn gì chứ mọi người chú. Tao cảm giác như là cái món của tao như là không biết nó cũng ngon mà dở đó má. Không, cũng ok đó chứ. Dở. Rồi xong rồi. Sao này ai lấy em làm vợ đúng là tu mấy kiếp. Em nói hơi bị ngon. Thành thạo nấu ăn. Em nói không em cũng dễ mọi người. Hôm bữa bắn cũng nói vậy. Em biết bắn cung, em giỏi lắm á, em sẽ về nhất. Ừ. Ngút một bắn vô được con lỗ 5 điểm. Nó lên tim. Cho nó lên tim. Rồi, mọi người sẽ đếm 10 giây nó lên tim. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Rồi, lên tim rồi. Người chế dầu vô. Xèo. Đó. Ủa, mày lấy đũa tao hả? Dạ. Ừ, nè, nè, nè. Rồi. Đó, xèo 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 xèo. Bên này là phi tỏi, bên này là phi hành nhiên. Xèo xèo xèo. Sau khi mà mọi người đã nghe tỏi thơm rồi á thì mình... Ủa này qua ẩm thực luôn. Trời. Ẩm thực hay là thử thách vậy? Ta miếng ớt thôi. Mọi người phi tỏi xong á là mọi người bỏ rau muống vô nha. Cái của ta nó có cháy hay gì rồi. Oh.
Xin lỗi mọi người. Quay cuồng đều được. Xin lỗi chết được. Quay cuồng đều nổi được. Chị em nghỉ 5 phút được. Má nó chơi bộ hớt mà. Quay đau bụng quá. Chịu được quá. Cứu em nha mọi người. Em chừng tự tách thôi. Ngợp quá, chỉ có 5 ngàn à. Không mất một cái mạng. Vâng anh em, sau tầm 20 phút nhỉ? Vậy. Nói chung bọn nó nấu cũng nhanh, ba món như thế là anh giá về cái thời gian là cũng ok. Thời gian là được, cũng là khá. 20 phút chịu đựng trong sự đắng cay tuổi nhật. Sự gọi là chịu đựng những gọi là những làn khói bay, chịu những mùi hương. Chịu đựng vậy. Và rất may là đến bây giờ sau khi tụi em hoàn thành xong anh vẫn còn sống ở đây để mà nói với mọi người đó. Và hiện tại thì mọi người cũng đã thấy ở trên này là hai đại diện rất là nặng ký đến vào vòng chung kết vua đầu bếp. Vâng. Đây, đấy, đây là đại diện từ Đồng Tháp, đại diện từ khu vực miền Tây. Vâng, đây vâng, là, vâng, à, cảm ơn mọi người, cảm ơn. Còn đây là bạn. Rồi. Đấy. Không sao là ăn bổ. Rất mẹ nó ở trong đấy rồi. Đây là đại diện từ Hà Nội, đại diện từ khu vực ngoài Bắc. Đấy nhá. Còn mình là người miền Trung, là người được nếm thử. Ok. Vâng. Ba miền nhân ba. Rồi bây giờ ok thì sau với 5 ngàn đó thì ba món ăn thì các bạn ấy đều là đáp ứng chuẩn của cái thể lệ của chương trình. Đó bây giờ là đầu tiên anh chấm từ hình thức nè. Nha. Hình thức nè. Nếu mà sau hai món canh á thì cái này á, cái món rau muống á thì nhìn có vẻ màu mè hơn, nhưng mà cái món này thì cảm giác nhìn nó an toàn hơn á. Tại biết sao không? Cái món rau muống này là làm như gục ngã luôn. Rồi còn cái hai cái món này thì hình thức thì ủa đây. Sao rồi phải cái này nè. Không, anh sẽ xong hai cái này với nhau. Rồi cái món rau muống bên này thì ok, nhìn nó người xào nó phức tạp hơn, còn này chỉ là cắt ra thôi. Nhưng mà bù là được có chén mắm, nhưng mà chén mắm này là đó là ưu tiên thôi nha, chứ đúng là phải sử dụng món bình thường thôi nha. Món này là hơi sai nha. Rồi thì đây là món trứng. Vâng. Và món khổ qua xào của Vi. Động lực nào mà em lại cắt khổ qua kiểu ủa tại sao vậy? Tôi cắt làm sao? Cắt dập vậy hả? Chứ em cắt khoan nhưng mà em lại cắt kiểu dài dài thế này. Ủa? Sao? Vậy mà nói thì nó chào từ một bộ miệng mà buồn. Vâng, thí sinh miền Bắc của chúng tôi nói em là người nấu ăn ngon số 1. Ủa mọi người, chắc kiểu gì cả đúng. Tính ra là chiên cá dễ lắm, xem chiên thì cảm giác cái màu nó hơi xấu với lại nhìn nó hơi nát nha. Ở đây dù gì cũng vô miệng rồi đi ra. Ok. Rồi, anh sẽ thử của Vi trước. Vi, em muốn anh thử món gì trước nè. Vô chuột chấm nước mắm thì à, vô chuột chấm mắm ruốc. Cái mắm ruốc này em làm ngon lắm luôn. À, vậy là nó ngon là do em làm, chứ không phải là do cái mắm. Em làm mới ra như vậy á, nó mới làm được vậy luôn. Vậy là cái mắm này nhờ em làm thì nó mới... chứ còn gì nữa. Nó mới ra được cái chất như này. Ừ. Ủa, dưa leo. Nó đậm nút, đậm chút miền Trung luôn. Dưa leo cũng vì cắt nó cũng khác đó hả? Ủa sao vậy? Cắt nó, sao? Nó có ngon hơn so với người khác bình thường cắt không ta? Có, ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ nếm thử cái quay cận món cảnh dưa leo cắt. Dưa leo cắt kiểu con trâu. Em nói là mắm của em nó khác điều gì so với nếu mà mùi người khác làm? Nó đậm đà hơn, nó tan hơn, em quậy nhiều mà nó tan hơn, bỏ vừa chứ em bỏ một lượng mì chính, một lượng bột ngọt, một lượng đường, một lượng chanh, một lượng vừa phải, một lượng ớt vừa phải, một lượng tỏi vừa phải, một lượng mắm vừa phải, nên nó hòa quyện nó ăn. Anh đánh giá rất cao được bút phép của em. Ủa? Rất là phép nha. Nói chung là cái món này của Vi thì đối với anh không có gì đặc biệt. 10 điểm. Không có gì đặc biệt luôn. Dưa leo mà đi mình cắt. Cắt cái mắm không à. Cái mắm này là cũng mắm của Vi. Chưa hồi trước nhà em tặng gì không á. Rồi là tạm được. Rồi đến Phương nè. Em muốn lấy món nào để thi đấu với cái món dưa leo này? Rau muống.
Rau muống xào. Rau muống đúng không? Lúc nãy xong okay. Thì đúng rồi. Em nghĩ như thế nào về món rau muống của mình? Rau muống của em thì em nhận biết thì có hơi mặn một tí, nhưng mà người nào mà không ăn mặn được á thì sẽ hơi mặn, nhưng mà người nào mà ăn mặn được thì ăn là người ăn mặn. Rồi ok, nhìn vậy nó sẽ hợp của vị với anh. Hãy ăn một miếng tỏi vô, rất là ngon. Ăn tỏi hơi lắc á. Ba mẹ ơi. Ngon lắm mọi người. Sau clip này con không về được. Thì mọi người mẹ cứ mở cái máy Sony này lên lấy file ra thì sẽ biết nguyên nhân nha. Ngon mà. Thêm một miếng tỏi vô, một miếng tí xíu vào. Đúng như lời đồ. Mặn. Mặn thiệt hả? Mặn sao? Em bỏ xì dầu hay gì đó? Nó bỏ nước tương. Tại sao thà xào ra muối lại bỏ nước tương? Không những là bỏ nước tương mà sao còn bỏ muối nữa. Tính ra đúng là nước mắm là cái thứ cần đều bỏ mình không bỏ. Không, ai là bỏ mắm? Tao bỏ tương. Đúng là đúng là nấu kiểu phương Tây à. Ngon mà. Ăn miếng nữa ngon. À, cái món này làm cho anh nhớ đến một cái câu chuyện hồi nhỏ của anh. Lúc mà anh quậy. Ngon rồi. Quậy phá. Anh quậy phá về mẹ anh không nói gì hết, mà nấu cho anh cái món rau muống xào tỏi nè. Cái anh ăn xong cái anh thấy sao nó mặn, nó dở mà nó chán vậy. Xong mẹ mới nói, biết nói vậy. Mày ăn vô chết mẹ mà đi. Kiểu vậy thế đó thì là cái món của em làm cho anh hồi tưởng về cái điều đó. Anh kỳ quá ngon. Không, nhưng mà nói chớ thì cũng ok, nhưng chỉ là hơi mặn nhẹ thôi. Bớt xíu là do nó anh thấy em bỏ hơi quá muối. Chính xác rồi. Và hình thức thì nó hơi bị thâm. Nó cũng hơi bị thâm. Gán ăn đi. Giống đầu gối của em trong một số lần anh đã từng gặp. Đó nha. Hết rồi. Đúng là phải xanh xanh một chút xíu. Đó thì món đầu tiên như thế này thì anh đánh giá thì một đều. Như nhau. Ngang nhau. Vẫn ngang nhau. Ok. Kìa. Giờ đến món thứ hai, Vim, em muốn là anh sẽ đánh giá món nào? Múc đắng. Xong ăn càng sau cùng chứ. Rồi, múc đắng. Lúc nãy mình để Vi nó xào mướp, nó bỏ rất là nhiều ớt bột. Ủa, không ăn được cay không? Không, anh ăn được cay. Nhưng mà anh thấy cái cách xào của em nó hơi kỳ. Nhỏ chính là được rồi. Người ta bỏ đồ ăn xong rồi người ta mới bỏ ớt bột. Còn nó bỏ ớt bột rồi nó mới bỏ đồ ăn. Sao anh? Đắng. Mướp đắng thì nó phải đắng. Gì vậy? Nhiều dầu hơn so với quy định đúng không? Oh no. Rồi lóa tại một điểm. Một điểm thôi. Không, nhưng mà cũng được. Tạm. Được. Ừ, đúng. Không bị mặn. Ừ. Cũng không bị lạ. Ừ. Thứ nhất là không mặn, không lạ, vậy nó vừa. Ừ. Chỉ vì hơi quá giòn một xíu thôi. Ta miếng trứng là ngon. Ăn thử đi. Ừ. Có miếng trứng nữa. Ừ. Nhưng mà không có được mua trứng. Em xin con kia nữa miếng mà nó cho. Cắt dày quá. Ừ. Cắt dày quá. Thì đó, bởi vậy. Cho nên là nó bị vậy. Ok, thôi. Em thích thấy món nào đó. Món trứng của em đúng không? Chết mẹ, trứng không gì chấm gì thôi. Không có gì chấm à? Em có xì dầu. Em không ăn nước tương à? Anh ăn xì dầu không? Thì em phải ăn nước tương thôi chứ. Đúng okay. Em chỉ có ốc la thôi đúng không? Dạ. Ốc la bằng muối được mà. Thịt đưa em. Ờ, nhiều quá vậy. Rồi, ok. Coi thử nha. Nó bụng quá mọi người. Cái này là chưa ăn gì luôn. Ủa, mấy này của em vậy? 10 điểm. 10 điểm, chứ còn gì nữa. Nói chung là món này là món rất là dễ làm. Ừ. Mà nó làm hình thức như vậy là hơi không đẹp. 5 điểm. Rất là không đẹp. Chưa có cái nào khen. Đã cho có 5.000 bài đặt. Rồi ăn sơn hào hái vị hay gì. Không, nhưng mà các chị cũng với 5.000 mình vẫn làm được món ngon chứ. Cho có 5.000 mà tôi tưởng 500.000 không đó trời. Giá như là em chiên được nó ra lòng đào thì nó lạnh nó mới xuất sắc. Còn như thế này quá bình thường. Đúng không? Chưa một miếng lòng đào nè. Đây nè, lòng nè. Nè. Đào lộn nữa. Đào nữa. Không điên nữa. Kỳ ta. Hai món này đánh giá bằng nhau. Nó. Bây giờ chỉ còn món duy nhất là món canh. Ừ. Được chưa? Món duy nhất là món canh. Đúng. Hai món canh này rất kỳ nha. Canh rau muống và canh giá. Bà mẹ em. Không, canh chua giá. Canh chua nặng chanh. Canh chua giá. Ủa, lúc nãy mày nặng chanh vô giá hả? Ờ. Mà canh cho chua. Mà canh chua. Không có tác chết chanh vô. Thôi để anh ăn củ ghi trước nha. Canh củ ghi là canh gì đây? Để nấu cái kiểu gì đây? Canh rau muống với hành, phi. Rau muống. Tại vì không có gì hết trơn á. Rau muống nấu hành.
hành xanh khô. Đâu hành chết mẹ rồi mọi người ơi. Lần đầu tiên ví dụ như rau muống người ta luộc xong người ta lấy cái nước á, người ta chắc chanh, người ta làm canh. Biết kiểu đó không? Không. Người Bắc biết. Người Bắc biết cái này. Người Bắc thì bờ, người Bắc thì thật xấu vô dầm. Ừ. Xấu vô dầm. Còn rau muống mà để mình nấu canh luôn thì anh chưa thấy nha. Anh chưa thấy. Thì giống anh lẩu vậy đó. Nguy hiểm, thế nhà thôi mình ăn đi ít thôi. Nguy hiểm với ngon mà. Món này nó lại khói bay khắp nhà đây. Tôi như gục ngã vì cái món của Vi đó nha trời. Làm sao? Thôi giờ cho nếm miếng ngon đi. Đến 2 miếng luôn đi. Ít thôi. Thôi nước hả, nước hả, không ăn không muốn. Chắc lạc hay sao á. Nó có cảm giác nó lạc lạc. Sao? Này là gì trời? Nó dạ luôn á. Thật anh chả biết gọi là món món gì. Từ sao nhở? Em coi thử. Nó bựa quá luôn đây mà. Thế hả? Nó đi, đút cho nó đi. Đây 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 đây. Em cho mày ăn luôn. Sao vậy? Đây đây. Ngon mà. Tôi như mà, nghe mà ăn đâu. Trời ơi trời. Mình liếm xong không biết nói gì luôn. Canh rau muống. Ngon mà. Ngon. Còn đâu mà ngon ăn mày được. Rồi, rồi em đi, em đi. Để đi, đi đi chấm điểm. Rồi ăn trong cái tô này luôn đi. Đúng rồi, rồi nó mới ngon. Rồi để món canh giá má ơi coi này. Giống như kiểu ngâm giá vô á. Món gì vậy trời? Canh giá. Món này là quyết định nha. Nếu mà nó dở hơn canh của ông Vi là em thua nha. Wow. Tuyệt vời. Wow. Thầy ghê nhầm nha. Cái công thức nước này hai đứa bay nó học chung thầy hả? Thầy dạ, em cũng cái nước y chang nhau, chỉ có khác cái giá với lại cái... Ủa nó chua hơn. Ừ, nó cũng lần làm giống nhau. Chua mẹ. Chua. Nè, nè, ăn cả cái nè, anh thử một miếng. Cả, ăn cả giá đi. Chua. Có giá đi. Không, của em đậm hơn mà. Em thử một miếng có giá đi. Của em đậm hơn, chua hơn mà. Chua hơn. Không, cứ lực lượt sao á. Không ăn được mì chính, rác màu xanh. Trời ơi, nó kiểu á. Em để gia vị xong mà em nặng chanh vô, chua chua chua. Chà, thấy sao? Ngon. Em thấy cái món của cả anh cũng Vi ăn ngon không? Bình thường. Đấy, hai ăn cái nào cái là ngon hơn? Đôi em ngon hơn. Đôi em ngon hơn. Dạ. Anh thấy của em với Phương Phương ngon hơn. Của em ngon hơn. Hỏi ăn nữa. Trời ơi, ăn anh đâu. Rồi. Đây là kết quả cuối cùng đến từ giám khảo uy tín lên hàng đầu thế giới Vĩnh Vĩnh Vui Vẻ. Sau khi chịu đựng hai đêm nấu ăn và hết sức can đảm thử món ăn mà tụi em nấu ra và những cái màn đấu trí rất căng thẳng, anh quyết định là hai đứa hôm nay què nhau. Ủa vậy hả? Chưa phân thắng bại. Rồi sao nữa? Tập sau phân thắng bại. Tập sau chúng ta sẽ nấu với 2000 thôi. Nghỉ luôn đi, tự nấu, tự quay đi. Mình đi má. Mệt. Ai gánh? Ủa 2000? Mẹ đi, mệt tí mẹ luôn, bắt nấu 2000. Ủa 2000 còn nấu được mà. Nè 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 nè, trả nè. Mà tự quay, tự quay đi, tự tự làm clip luôn. Ủa 2000 còn nấu được, mà nói gì? Nè chơi dế đi. Bye bye. Ủa, tính ra là thử thách để thử thách bản thân tụi nó. Nó đâu ăn thử thách để thử thách bản thân nó cái mê này đó. Ok anh em. Thì đó, trong cuộc sống này mọi người cứ lúc nhiều đôi lúc chúng ta tiền nhiều quá hoặc là cuộc sống xô bồ quá, vội vàng quá. Mà đôi khi mọi người cứ đưa 5000 một cái là giống như biểu hiện của Phương với Vi lúc đầu đó, đưa 5000 một cái, ui 5000 mua được gì nào làm gì đó. Nhưng mà sau khi mình thử thách 3 món ăn thì các em nó đều nấu được. Và ở đây 10000 và đèn đã nấu được 6 món ăn. Đó, cho nên là không có gì là không thể. Nếu mà mình cố gắng hay không thôi. Đó, ok, qua clip là mình muốn truyền tải cho mình cái thông điệp đó. 5000 vẫn có thể nấu ăn được 2-3 món vô cùng bình thường. Ok, đó là ngày xưa sinh viên của mình tài như vậy không. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem xong cái clip này. Anh em nào có những cái thử thách nào vui hơn hay hơn thì comment ở bên dưới để cho mình biết, để mà mình rủ hai em nó để tiếp tục những cái thử thách mới ở những lần sau nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip lần sau của Vĩnh Vui Vẻ. Ok.